mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người lô linh sam siêu bông nha mọi người. Linh sam này là linh sam siêu bông lá như dạng lá chung ha. Cây này nó sống khỏe đông trời mầm luôn nha anh em. Mấy cây này dễ sống lắm nha mọi người, đi khoảng tuần 10 ngày là bình thường nha. Nên giờ trong thời gian dịch bệnh đó, hàng đi hơi chậm mọi người thông cảm, giờ nhận giúp em nha mọi người. Và mọi người liên hệ với em qua số điện thoại là 0788753876. Rồi mã số này là mã số Q1. Ở dưới đây thì da có nó xù xù gì ha. Nếu ẩm ướt là nó có thể bong chóc nha mọi người. Thì nói lần đầu cho anh em xem thôi biết thôi. Linh sam này là 14. Bao giờ cũng xù chứ. Chiều cao của nó là 35. Rồi cái bầu đất là 15 ha. Bầu đất thì cái nào nó cũng khoảng cỡ 15 16 nha mọi người. Tại này bứng chung một lô á. Rồi mã số này là Q1 400.000 bao ship. Q2 nè, mọi người nhìn giùm em cỡ cho keo này thôi ha, nhỏ hơn ha. Cây dễ sống lắm nghe anh em, đâm chồi luôn, để đại mà đang nắng đâm chồi luôn nghe anh em. Mã số là Q2. Hoành nó 11 rưỡi. Chiều cao nó 35. Bầu đất là khoảng 15 ha. Mấy cái lá này là nó non nha mọi người, vận chuyển có thể là nó bị héo ha. Rồi mã số Q2 em giao lưu với mọi người 350 em bao ship. Q3. Cây này đẹp ha. Hoành nó là 13. Chiều cao nó là 28. Rồi bầu đất khoảng 15 16. Gọi cho keo giùm em ha. Nhỏ ha, nhỏ hơn cho keo nhìn giùm em ha. Q3 giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Mã số Q4. Mấy cái này là dễ đâm chọi, đang đâm chọi trơn nha mọi người. Rồi Q4. Mấy này là đầu cắt cũ nữa ha. Hoành nó 14. Chiều cao nó là 22. Màu đất khoảng 15 16. Q4 350.000 bao ship. Q5. Rồi cây này thì nó chưa đâm chọi ha, nhưng mà nó rất là dễ sống nha mọi người. Trong lúc mình vận chuyển nó có thể nó đâm chọi luôn á. Hoành nó là 11 rưỡi thôi. Chiều cao của nó là 26. Rồi mã số này là Q5, 350.000 bao ship. Mã Q6. Hoành nó 13. Chiều cao nó là 41. Rồi Q6 350.000 em bao ship. Q7 chim. Chờ anh. Rồi Q7 dán đổ luôn ha. Này dán bài nè. Này khá đẹp đó anh em ơi. Thấy cái bầu đất nó nhỏ chứ không sao nha mọi người. Cái này dễ sống lắm nha. Hoành nó 11 thôi nha mọi người. Chiều cao nó là 29. Nhìn giùm em, nhỏ hơn cho keo. Rồi Q7 300.000 bao ship. Q8. Rồi cây này thì chưa đâm chọi ha. Này dễ đâm chọi lắm mọi người. Hoành nó 13. Chiều cao nó là 32. Cái bầu đất nó 17. Rồi Q8 350.000 bao ship. Q9. Quắn nè. Hoành nó 11. Chiều cao nó là 24. Rồi Q9 350.000. Q10. Q10. Này dưới đây nó bông hết rồi nè, bóng bóng rồi nè. Hoành này là 12 rưỡi. Chiều cao nó 40. Cái bầu khoảng 16 17 nha. Q10 300.000 em bao ship. Q11. Q11. Cây khá đẹp nha. Q11 cho mọi người. Lá nè, đâm chồi mạnh ha. Mấy cái chồi này là nó non nên có thể là nó bị héo, đâm chồi mới.
người. Hoành đây 12, chiều cao 34, cái bầu đất này khoảng 16, rồi quy 11, 300.000 luôn em bao ship. Quy 12, cây này nhỏ mà đẹp ha. Hoành nó 11, chiều cao của nó 19, mã số quy 12 này có đế nè. Quy 12 cũng 350.000 bao ship. Quy 13 này là linh sam siêu bông nha mọi người, bông dữ lắm, bông lá chung ha, hoa màu tím nha mọi người. Quy 13 hoành nó là 12,5, chiều cao của nó là 33. Rồi quy 13 300.000 bao ship. Quy 14 đây, lá nè, đâm chồi hết trơn ha. Những cây nào chưa đâm chồi thì vài bữa nó cũng đâm chồi hết rồi, dễ sống lắm. Hoành nó 12,5, chiều cao nó 35, đường kính cái bầu 16. Rồi mã số quy 14 300.000 em bao ship. Quy 15 này là gông đóng nha mọi người, màu đen này là gông rêu đóng ha. Giờ mình chà rửa ra lại ha, cây này thì chưa đâm chồi. Hoành đây 12,5, chiều dài cái thân nó là 31, nó cũng nhú chồi hết trơn rồi nè. Quy 15 300.000 luôn em bao ship. Quy 16 cây này em bị bơm về ha, nè lúc vận chuyển là nó ra chọi gì luôn nè mọi người. Quy 16 cây này dáng đẹp lắm ha. Hoành nó 14, chiều cao 34, đường kính bầu nó 15, dưới đây nó bong bong da ha. Quy 16 350.000 bao ship. Quy 16 luôn chứ mọi người. Quy 10, ủa sao này quy 15, nãy lộn rồi, nãy quy 16 này, nãy quy tới 15 này, đọc cái quy 15 đi. Quy 15 anh nói hay lộn, nãy có 15 chưa, có 15 rồi hả, 15 có rồi, 15 16 hả. Rồi này quy 17, quy 17 có, thôi bỏ cái đó xuống đi, quy 17 lên. Thôi cây này không có nha mọi người, thằng ghi lộn, không có lộn ha. Quy 17, quy 17 ha, mã này mới là mã quy 17 nha. Rồi đi cũ như nãy giờ đấy. Quy 17 ngày đâm chồi ha. Hoành nó 12, chiều cao nó 30, rồi cái bầu đất khoảng 16, mã số quy 17 350.000. Quy 18 đây, như đây thì nó khô khô vậy ha, nhưng mà nó sắp tâm chọi chơi rồi mọi người. Cây này dễ sống lắm. Hoành nó 12, chiều cao nó 28, cái bầu khoảng 16 ha. Quy 18 350.000 bao ship. Quy 19, cây này nó có bị cái sẹo chỗ này bị chặt trúng nè. Nhìn giùm em cho keo ha, nó nhỏ hơn cho keo. Hoành đây 11, chiều cao đó 35. Rồi quy 19 350.000 luôn nha mọi người, em bao ship. Rồi quy này là quy 20, rồi dán à, cái này dán bay luôn ha. Mã số hoành này là 11,5, chiều cao nó 26, đường kính bầu nó là 14. Rồi quy 20 350.000 em bao ship. Ủa cái đó riêng hay chung? Riêng đi, làm cái này luôn đi. Quy 20 thôi nghỉ. 20.